Mời thí sinh tiếp theo. Dạ, ngay làm tóc Hàn Quốc rồi ha. Hay đó, đẹp trai đó. Thế thanh xuân rồi đó. Dạ, cảm ơn chú. Thích thương con quá. Tại vì á, con rất là lanh lợi, nhưng mà con không có lanh chanh. Con không có hỗn. Thích không? Thích. Đem về nuôi. Định á. Định luôn hả? À, nói giỡn chứ con hôm nay ráng nha. Dạ. Chú Thành và chú Giang rất là thiện cảm với con. Cố gắng lên. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, bữa nay mình chuẩn bị gì rồi? Dạ, để con lấy đậu củ. Ok. Dạ, chú Giang ơi. Chú Giang có thể lên đây làm con của con được không? Được. Số tôi sinh ra để cho các người sử dụng mà. Rồi, và bây giờ là vòng thi của Minh Chiến. Dạ. Với bạn diễn là Trường Giang. Dạ, chú khoanh tay lại giùm con. Dạ, xây. Rồi, 60 giây bắt đầu. Rồi, thấy bà nữa rồi. Tại sao ba đi từ quê lên đây mà con không ra bến xe đón ba? Cây thứ nhất. Cây thứ hai. Tại sao á, mở quán cơm mà không đặt là cơm Minh Chiến mà đặt cơm người khó là sao? Tiền của con mà ba. Trời ơi. Cây thứ ba. Tại sao ở dưới quê bán có 10.000, 15.000 một tô mì bán mà con bán tới 40.000 một tô? Rồi ăn trên đầu trên cổ người ta hả? Quân đã chiến thắng vang dội. Thắng cuộc trận rồi đây, con thật là thắng rồi. Không sao con, không sao. Không sao hết, đó là sự thật. Nhân vật của con là cha mà, nhân vật của con đóng vai ba mà không sao hết. Con mặt có thể quýnh mạnh hơn nữa cũng được. Mặt bằng tới 3.500 đô tháng lận cha ơi. Nữa không? Dạ nữa. Dạ, đứng nữa không? Dạ, dạ để con lấy cái tiết mục mới. Mà chú có đứng này nữa không? Dạ thôi, tội đúng chú. Rồi, phải đổi người chứ. Là cây tiến lược chú, người ta bán bò Mỹ, bò Úc, mày bán bò điên. Chiến ơi, kỳ này con mời chú Thành lên, con lấy cây súng cho Chiến. Dạ, con mời chú Giang lên lại. Số trời, thằng nào có quán thằng đó bị ăn đòn. Dòng ba là tiến lược. Bởi vì nghệ sĩ ta là một nghề thôi, mở quán chi cho nó đập. 60 giây bắt đầu. Cây thứ ba. Tại sao ở dưới quê bán có 15.000 một tô mì quảng mà con bán tới 40.000 một tô mì quảng? Rồi trên đầu trên cổ người ta hả? Cây thứ tư. Cây này thì qua quên rồi. À, ba nhớ lại rồi. Cây thứ năm. Tại sao mà ba từ dưới quê lên mà không ra bến xe đón ba? Cây thứ hai. Tại sao mở quán cơm? Ủa, con mấy tuổi rồi? Dạ 10. À, cái phần đếm là mình chưa học hả? Sao thì thứ tư rồi, thứ năm rồi, quay lại thứ hai là sao? Vậy cho nó mắc cười vô. Vậy tụi đứa này nữa hay về dưới? Dạ, chú về dưới rồi chứ, chứ một sao đấy. Bắt bài là không vui nữa. À, chưa. Tôi bắt bài rồi, để biết tôi đừng nói ra ha, tội nhỏ quá. Bây giờ con kêu chú Luật xuống đi. Dạ con... không, chú Luật hôm bữa con chọt rồi, giờ con không chọt nữa. Đâu kia con chọt đâu, con đập. Con dạ. Nói là tại sao người ta bán bò Mỹ còn chú Luật bán bò điên. Thí sinh kế tiếp, Mỹ Hạnh, Ý Nhi. Em chào chú Trấn Thành, chú Trường Giang, MC Ngô Kiến Huy cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Con xin chào chú Trường Giang, chú Trấn Thành, chú Ngô Kiến Huy cùng tất cả mọi người đang có ở trường quay. Mùa này miền Trung nhiều ha, Đà Nẵng phải không? Dạ. Rồi ai là Mỹ Hạnh, ai là Yến Nhi? Dạ con Mỹ Hạnh. Con Yến Nhi.
Hai đứa còn đi học không con? Dạ con. Học lớp mấy? Dạ con 17 tuổi học lớp 12. Con 12 tuổi học lớp 7. Ồ. 17 tuổi học lớp 12. Đây 12 tuổi học lớp 7. Ờ đúng rồi trời. Tụi con là gì của nhau? Dạ chị em ruột. À. Từ Đà Nẵng vào đây hả? Dạ. Xa xôi quá. Giờ mình ráng diễn rồi mình lấy 10 triệu nha. Nha. Dạ. Để có lộ phí đường đi. Dạ rồi chú. Rồi. Nhớ 60 giây nha. Thoải mái là. Nào. 60 giây. Bắt đầu. Chị ơi, chị mới từ dưới quê lên, em dẫn chị đi ăn quán gì ngon nha. Được đó, đi ăn món gì đi. Ở đây có quán Mười Khó của Trường Giang ngon lắm. Trời, Mười Khó hả? Quán Mười Khó của Trường Giang á, là tới đứng trước cửa canh Trường Giang ra chụp tấm hình rồi về chứ đừng vô ăn, mắc cắt cổ. Sao vậy chị? Không biết hả? Cái này chị nói cho em nghe thôi nghe. Mà nếu mà em muốn nhiều chuyện á thì cũng đừng nói chị nói. Tại vì chị sắp thi Thách Thức Danh Hài Trường Giang mà biết chị loan tin á là không bao giờ cười cho chị. Chị mà mất 2 triệu là lỗi tại My đó. Biết chuyện kia chưa? Trời ơi, ở dưới quê người ta bóc phốt quá trời. Người ta bảo sao Trường Giang bắn mắt quá vậy. Rồi có thằng nhỏ đó lên thi Thách Thức Danh Hài à, hỏi chú Trường Giang sao chú bắn mắt quá. Trường Giang nói là chú phải trả tiền mặt bằng, tiền nhân viên. Còn cái này nữa mới ghê, chú phải nhập hàng hóa tươi sống từ Quảng Nam vô để bán. Má ơi, con sống Quảng Nam 17 năm chưa bao giờ thấy Trường Giang nhập bất cứ cái gì. Đó. Mà nó nói cái câu nghe chân thật cái sao? Má ơi, con sống Quảng Nam 17 năm chưa thấy Trường Giang nhập bất cứ cái gì. Má ơi, con sống Quảng Nam 17 năm chưa bao giờ thấy Trường Giang nhập bất cứ cái gì. Đó. Trời ơi, may mắn quá. Hai con đã nhận được. Con đang đem kinh tế gia đình chú đổ xuống sông hết rồi. Nhỏ nó chân thật, nó muốn gì nữa. Mình sống có Quảng Nam mười mấy năm không thấy chú Trường Giang nhập bất cứ cái gì. Sao biết tôi không nhập đồ Quảng Nam? Ác gì người ta quá vậy? Con giỡn á. Giỡn? Con đem tương lai gia đình chú con đổ xuống sông Tam Kỳ rồi. Giờ ta chẳng còn chi, mãi trắng tay mà thôi. Nói chung là duyên dáng, nói chuyện dễ nghe, thấy không? Giọng rất là nhẹ nhàng, phối hợp, nhịp nhàng. À quan, cái câu mà má ơi ta sống 17 năm, 1 năm chưa thấy em nhập hàng bao giờ là của con hay là của cái ông mà chúc bài cho con? Dạ, chú Khương chỉ nói là Trường Giang mua đồ ở gần chợ, gần nhà thôi. Chứ con về con nghĩ ra là cái câu má ơi nó đó. À, tức là chú Khương đó nói là chú là không có nhập hàng Quảng Nam, là mua gần đây thôi đúng không? Dạ. Khương Dừa. Đó là Khương Dừa. Ra hén rào. Mama tổng quản của Color Man. Chiến hán. Bấy lâu nay hy sinh sức lực cho Điền Quân, để rồi ngậm đắng nước cay đêm hôm nay. Khương Dừa. Tựa sâu. Tựa làm sâu mà là nuốt ra một cái sự thật như vậy. Nhưng mà nhờ cái câu nói của chú mà con lại suy nghĩ ra được cái câu nói theo cái cách quê mình. Đó là lý do tại sao mọi người cười. Nhưng mà cũng sau lần này thôi, đừng đem một tương lai của một gia đình ra đổ xuống sông nữa nha con nhé. Có những con người kiếm tháng 40 triệu ta cũng không thấy đủ nữa. Có những con người kiếm tháng cái tỷ ta cũng không thấy đủ nữa. Mà em thấy đủ thì nó là đủ. Cái gì muốn gì? Tại vì người ta không đủ, người ta mới phải mở những cái loại như mà nhà hàng cơm quê đồ, em hiểu không? Thì người ta đi kiếm thêm chứ đủ là người ta đâu có mở ba cái đó, người ta sẽ tập trung cho nghệ thuật. Em nói gì? Em hỏi gì tiền nhiều để làm gì hả? Cũng tùy người em. Tiền nhiều người người ta cảm thấy đủ thì nó sẽ đủ, còn nhiều người người ta cảm thấy không có đủ thì nó sẽ không có đủ. Em thấy đó. Có nhiều người người ta ngồi chừng 2 tiếng đồng hồ à, người ta lượm 100 triệu. Có nhiều người người ta bấm nút mười mấy cái à, người ta lượm mấy chục triệu. Vậy đó mà người ta mở quán nhà hàng cơm quê, mở quán cà phê đồ kiếm thêm. Ừ, đúng rồi, chưa đâu em. Còn nhiều người lạ lắm. Trả
xạo luôn, nghĩ làm sao xiên xảo người ta không cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà bây giờ mở cái quán à má chiếc cành gì đó rồi bị người ta dựng nguyên cái la cót lên có buôn bán gì được đâu. Bạn đã chiến thắng vẫn rồi. Triệu. Một thí sinh bước ra dập hết ban tổ chức. Từ MC giám khảo nó dập không còn cái gì. Mà tại vì nó đúng thiệt tại hiện tại là đang bị lô cốt. Nhà hàng đang bị lô cốt phía trước mặt. Mới dựng cái nhà hàng lên chừng tháng sau nó xây cái hết mới xong luôn. Mở cái cửa là thấy lô cốt rớt nước mắt. Không nhờ quý vị khán giả thương nhà hàng em không tồn tại tới ngày hôm nay. Mà nhỏ nó nói cái đúng điểm. Cái đó anh thương chỉ nữa. Trời ơi. Trời đất ơi. Nó trù vợ tôi bỏ tôi. Rồi nó nói thằng Huy không ra con người. Rồi Nhã Phương trầm cảm sau sinh chồng ra gì luôn. Rồi và nhà hàng tôi nó trù dẹp luôn. Không còn cái gì mà nói em nữa rồi em gái à. Vì một hàm răng làm tất cả mọi chuyện. Thách thức răng hàm. Cho tất cả danh hài khi một trong hai danh hài tươi cười. Con chào chú Trấn Thành, con chào chú Trường Giang, con chào chú Ngô Kiến Huy và quý vị khán giả. Con chào chú Trấn Thành, con chào chú Trường Giang, con chào cô chú Ngô Kiến Huy, con chào khán giả. Con bé này. Ở Thơ, năm nay con 6 tuổi. Con học lớp 1, con ở vùng miền Kiên Giang. Con là Bảo Thơ, con ở vùng miền Kiên Giang. Hai đứa em xin đời. Ừ, hai đứa nói một lần thôi chứ có một thông tin nói hai lần đi. Xin đời phải không? Dạ. Hôm nay ba hay mẹ đi theo mình? Dạ mẹ. Ba đâu? Dạ ba không có đi. Ở nhà. Có ba chứ. Đi ba nhà. Ba bán. Ba bán gì? Ba bán bánh mì. À, bán bị ở đâu con? Dạ, ở Hòa Thuận. Ở đâu? Hòa Thuận. Hòa Thuận ở vòng riêng đúng không? Dạ. Ủa? Dạ. Bao nhiêu một ổ? Dạ con không biết. À, ngon không? Ba bán ngon không? Ngon. Ngon. Ừ, ngon mà mặc kỳ ha. Rồi mẹ con làm gì? Dạ mẹ con bán cơm. Ồ, ba mẹ con bán hết à. Sao vậy bữa nay mẹ không bán cơm mẹ đưa con đi làm chi vậy? Dạ, tại vì mẹ cho con đi mẹ không bán kinh nữa. Giờ mẹ cho con đi rồi lỡ mẹ lỗ rồi sao bữa nay không bán cơm? Bà ngoại với ông ngoại bán. À, gia đình nhiều người quá mà. Chia nhau công việc làm đều đặn. Bình thường ông ngoại bà ngoại mà không bán cơm thì ông ngoại bà ngoại làm gì? Dạ ông ngoại canh xe. Canh xe, ông ngoại con làm gì? Ông ngoại bán bánh. Thôi lùi ra cho bán mọi thứ luôn à. Quán gia đình ẩm thực. Quán cơm của mẹ tên gì? Mẹ hả? Ừ. Quán cơm mẹ... nhà mình tên gì con? Quán cơm nhà con tên là gì? Ông Sáu Bà Sáu. Tên là ông Sáu Bà Sáu. Bà Sáu. Mà bà ngoại bán bánh gì? Bánh oxy đi xì. À, snack rồi đúng không? Mấy bịch đúng không? Có bán nước nữa. Bán nước không? Ok, bán bánh bán nước rồi. Ai xúi cho con đi thi vậy? Con tự đòi đi á. Sao con tự đòi đi? Con coi cái gì mà con tự đòi đi? Con thấp hai chú. Con coi chương trình gì mà con thích hai chú? Thấp danh hài. Mà thích là một chuyện nha, còn diễn hài là một chuyện nha. Có làm được không? Nhắm làm được không? Được. Ở nhà con có làm thử cho ai coi chưa? Rồi. Có cười không? Dạ có. Ngon à. Ở trong lớp con nói chuyện với bạn bè con, bạn bè có cười không? Dạ, con không có nói. Sao trong lớp không nói chuyện? Cô con hỏi là con đi thức thức trong hài hả? Ờ, đi thi bạn bè trường rồi cô thầy có biết không? Dạ biết. Rồi mọi người nói làm sao? Trong trường nói là thi sao rồi. Mẹ con nói làm sao? Mẹ con nói chứ đâu con biết đâu. Bây giờ quay lại cái quán bánh mì, xe bánh mì của ba tên gì? Tú. Cha con bán bánh mì là Tú. Tú hả? Bánh mì Tú hả?
cha Tú. Cha Tú, cha con tên là Tú. Còn bánh mì là không có tên đúng không? Là người ta kêu là bánh mì ông Tú vậy thôi đúng không? Không luôn. À, mẹ con là bà cơm ông Sáu bà Sáu. Không, mẹ con là tên Nương. Nhưng mẹ... quán cơm tên là ông Sáu bà Sáu. Ông Sáu bà Sáu là bán bánh. Rối dần rồi. Mẹ con tên Nương là quán cơm bà Nương đúng không? Mẹ là tên Nương đâu phải là cơm Nương đâu. Chứ cơm gì? Cơm. Cơm thì nhà cơm thôi. Ok. Rồi. Thi nha. Rồi. Rồi hai con vào vị trí nha. Thời gian 60 giây cho hai con bắt đầu. Bóng bóng bóng. Bang bang. Lên ăn cơm vàng. Cơm vàng. Cơm bạc nhà ta. Cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hổm ở quán A Mà. Bởi đồ nghiệp. Cái nhà, nhà nó bán cơm mà nó tấu cơm nhà ta hầm. Sao biết cơm bên đây cơm hầm? Ai ai chỉ con nói? Hồi nãy nó kêu bóng 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 mà nó quát quy rồi tôi muốn chết rồi. Trời ơi trời chắc tôi chết. Có duyên thiệt, nhà nó bán cơm, nó chê nhà tôi bán cơm hầm.